Em không cần biết câu hỏi là gì, em cứ sai gật đầu như nhân nãy. Sai. Rồi. Trả lời sai cho anh. Cương ơi, hãy tin em. Ủa. Ai là người đánh tôi? Ông này cười là vậy. Ủa? Mà em chơi chưa? Sao chưa em chơi. Tự nhiên bị đánh ngang vậy anh? Em chưa chơi luôn. Thử thôi. Thôi làm liền đi, đừng có thử. Thảo ơi. À Thảo, câu hỏi đầu tiên nha. 49 chia 7 bằng 7 đúng hay sai? Sai. Lên xuống. Chữ nghĩa chả cha, chả mẹ, chả thầy, chả cô. Lên đây ăn học cái kiểu gì? 49 chia 7 bằng 7 là sai. Không phải. Thầy ơi. Ơi, em run quá à. Hay là giờ mình đổi lại đi. Em nên trả lời nốt đi, rồi lát anh trả lời cho nó trọn vẹn. Nó nghe nè, khi nào em nằm thì chương trình cho mọi người đánh được. Khi nào em té mình đừng có đánh được không? Mình mới đánh vô cái be sườn số 6 của em. Em xuống, em nghe một cái cốc. Em sờ vô đây, em nghe một cái tiếng be sườn nó kêu. Sẵn sàng chưa? Trong làng phiêu đãi không? Dạ. Cương ơi, giờ ơi. Sao Cương? Chứ cái cú này hơi bây dữ giờ nha Cương. Em trả lời như Lê Nhân vậy đó. Em không cần biết câu hỏi là gì, em cứ sai gật đầu như nhân nãy. Sai. Rồi. Trả lời sai cho anh. Biên tập show này không có con trai đúng hay sai? Sai. Ủa? Trời đó. Không phải. Anh đổi bộ đề luôn rồi. Câu trả lời là đúng nha mọi người. Nhưng mà hồi nãy anh kêu em sai là gật đầu. Dạ, em trả lời sai hay đúng? Em trả lời sai nhẹ mừng biết. Ý anh hỏi là em trả lời đúng cái nội dung mà đúng hay sai á. Không, nhưng mà em trả lời là sai như vậy. Em trả lời là cái từ ủa. Sai. Không, mà có nghe cái chữ ủa đằng sau không? Là cái khúc ra anh bị đánh đó. Là cái khúc ra anh bị đánh. Mà Khương, đừng có trách chương trình nha. Không có trách chương trình nha. Chương trình là chỉ có một biệt đội hiền hòa thôi. Nhưng mà ở đây có thêm 3 người nữa. Em. Ủa? Đi ra đi, biệt đội này đi ra giùm em, tôi đi. Em giúp chương trình. Em làm thêm phẩm em. Trời ơi, ơi, nằm xuống. Một tiểu phẩm. Anh đừng có vậy, nằm tiểu đi. Phẩm nữa. Cano em. Một tiểu phẩm nữa, nằm đi. Lại một tiểu phẩm nhỏ nữa. Con cò chưa đi ăn đêm đúng hay sai? Đúng. Và câu trả lời là sai à. Ủa? Con cò. Bây giờ mình chọn. Con cò mà đi ăn đêm đúng mà. Nhưng mà nó đâu có chỉ đi ăn đêm, buổi sáng nó muốn đi nó đi chứ. Nhưng mà bài hát ngày xưa là con cò mà đi ăn đêm. Đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Rồi ai lộn cái cây lên người em? Thì đó, đi ăn đêm chưa rồi lộn cổ xuống ao chi. Ủa, xong đi mà. Buổi sáng cho đỡ bị lộn cổ. Chơi chương trình không có tính toán. Không tính, tính toán. Tính trước đúng sai làm gì? Người tính không bằng trời tính. Nhưng ơi. Và sau vòng 1, đội Quốc Khánh Lê Nhân có 10 điểm. Chúc mừng các bạn. Đội Duy Khương, Hạnh Đạo, các bạn có 5 cây roi và không có điểm nào.